tiêm thì chi phí bao nhiêu nữa? Dạ chị tiêm của chị thì tầm tới 2 triệu. 2 năm nữa hả? Dạ. À, em tiêm dòng này là em tiêm rẻ đó, họ tiêm 5 triệu á chị. Rồi tiêm mắt là cái dòng phải là chuyên là thuốc là họ tiêm là ghê lắm à, còn em tiêm hỗ trợ cho khách đồ rất thôi. Em tự tiêm hay là ấy là chị? Em tự tiêm hả? Em tự tiêm cho em nè. Còn em tiêm cho bác sĩ thì bác sĩ răng tự tiêm không tự tiêm được. Ý là chị nói là em tự làm hay là em kêu người khác làm? Em làm cho chính bản thân em và em làm cho người khác được. Còn họ bác sĩ đó mà họ còn phải để em tiêm chứ họ không tự tiêm được. Đâu phải ai em tự tiêm được đâu. Chị ưng tiêm thì chị phải báo trước nha, do đơn hàng đang hết rồi. Cái dòng đó là không phải là dòng phải đặt đây chị nè. Cái dòng nó khó thì mình em không có dự trữ nhiều. Em chỉ dự trữ filler bình thường nhiều thôi. Tiêm chỗ mắt là phải cẩn thận. Vì chị có tới thẳng bệnh viện rồi mà cái là cái bọt mắt của chị là để cho nhiều thế nào mới lấy được, cho nó ít lấy không lấy không được chị. Có nhiều vậy lấy cũng không có đỡ. Mắt trên thì bình thường, mắt dưới thì nó không được đâu. Mắt kia bị trũng chỗ nó chị tiêm rứa thâu chứ chị tiêm cho khỏi trũng này. Có lấy chị có lấy cũng rứa. Ví dụ như đặt tiêm là khi mua mới tiêm được. Chị thêm 3 ngày rồi có rồi. 3 ngày là hôm nay thứ 7 là khoảng trúng ngày đi làm đó. Trúng ngày đi làm thì không thì thứ 7 ngày đi làm cũng được nhưng mà sau giờ thì được. Thì chị đi làm về chị qua em làm tiêm xong qua ngày mai là bình thường mà. Làm chị bình thường như thế nữa. Làm bình thường không có một vấn đề gì đâu. Làm 5:30 6 giờ kém thì chị mới về nhà. Dạ chị ép Zalo em đi rồi ví dụ như chị qua làm thì chị báo em. Trừ em vẫn có nhưng mà nó sợ nó không đủ chị. Mất công. Rem gì mất chị rem trong đó. Cái này là hắn xóa thâm đồ luôn mà hắn giúp nuôi dưỡng cái da mắt của chị cho nó hắn đẹp hơn. Hắn căng hơn. Số điện thoại của em số mấy? Dạ 0905 712 220. Đau không cô? Không em. Không chị đó, chị nói đó. Dạ. Chị ép Zalo luôn đi chị. Đá nhiều không? Dạ, ừ nhiều em. Mụn lâu năm. Ví dụ như đây ý là chị cháu chơi để em ấy mà chị có không cháu em cùng máy tại vì em thấy hàng mới thấy hôm qua để em lấy hàng gì nữa. Dạ tại vì em làm cái dòng này thì em không cần phải ấy, chị tiêm dòng thường, dòng bình thường gọi là dòng hàng. Còn dòng thị sĩ thì tới 7-8 triệu một xe là đó là em chỉ mua thôi, em chưa nói tiền công của em nghe. Vì không, nhưng mà dòng thị sĩ nó nhanh tan lắm. Đi chị em tìm đi dòng gì? Dòng hàng á. Dòng hàng là nó rẻ hơn đó. Thì đó em lấy gì 2 triệu thôi đó. Là cả tiền công luôn đó. Dạ. Chị thấy mấy tìm được để chị biết gì. Thì 3 hôm nữa chị qua là ba được. Hôm này. Dạ. Rồi bữa nay thứ bị nhật đây. Thứ 2 thứ 3 chị điện. Thứ 3 đi, thứ 3 tối thứ 3 là được. Thứ 3 là chắc được rồi đó. Sáng thứ ba gì điện? Tối thứ ba hoặc là thứ tư gì đó. Đấy là sáng thứ ba gì điện? Cái là một là tối thứ ba tiêm, hai là sáng thứ tư. Dạ. Sáng thứ tư không được thì nó chỉ là giờ dành chánh đi làm được. Thì không tối thứ tư không được. Nó dùng tối thứ ba, tối thứ tư thôi chứ còn không có làm ban ngày được. Đúng là tiêm cái bọng mắt nó nhìn trẻ dễ sợ vậy thấy cái hình em mới tiêm. Mới còn lướt qua xíu lấy điện thoại coi lại mới còn lướt. Mới lướt qua xíu thì đã thấy đâu. Mở giùm chị cái. Thì chị lấy cái tay, một tay chị đẩy cái bọng mắt ra, một tay bên còn là nhìn nó không mắt khác. Mở lại cái hình con này lên.
là một bên tim, một bên chưa tim này. Chị nhìn đây là chị biết. Ừ. Nhìn thấy không? Đúng rồi, bên trẻ là dễ sợ. Dạ, cái chị cũng bị y đó đó chị. Mà nó đỏ đỏ đó, tim sống đỏ đỏ nó bị sưng chị. Sưng à, không cũng sưng à? Sưng chứ. Cứ đi làm được không? Bình thường. Hả? Hơi sưng hơn xíu rồi. Gây ngứa đó. Đó đó bên này có. Bắt lại chị ngủ đêm tới sáng là ngấy rồi. À, có cái chi đưa vô người mình không phải có hồi xíu chứ chị. Mua ra mình bình thường hết được. Thấy cái quần vô con mắt mình già liền đó đó. Mình lấy cái tay mình đẩy vô đó, mình thấy con mắt mình trẻ cái bên con mắt thấy già liền hai con mắt thấy rõ ràng. Thì đúng rồi chị. À, như con đi chạy bằng tim hết nè. Con đang cầm máy quay nè. Mặt hắn cũng bị trũng sâu lắm. Xem đưa hình cũ cho anh cho chị xem. Ở đây là có mấy đứa tiêm rồi. Em cũng tiêm nè. Em tiêm dòng nớt nhiều tiền nhưng mà nó lại nhanh tan nè. Em đặt cái nó về em thử trên em á. Nhưng mà giá nó vừa cao mà nó vừa nhanh. Nó vừa nhanh thấy cái gì. Nó cũng nhanh lắm mà. Nhiều người có cơ địa chị, nhanh hơn cơ địa này không thể nào nói. Cơ địa mà mình nóng nhiều á. Nóng mà uống chất cái thích đồ nữa với lại ấy là tan nhanh lắm. Chị thấy người anh đang cái nhìn cái mặt vẫn có hai cái quần hai bên khó chịu. Khó chịu lắm chị. Nhìn rất là khó chịu luôn á. Ở mắt là phải tiêm dòng xịn một xíu chứ không cái tiêm nó khó chứ không có dễ như những cái vùng khác. Là em cũng phải UT nó mới tiêm chứ. Dạ. Đúng không? UT cái vùng nó mới tiêm. Tiêm một lần rất là một mũi vô hay là phải là mấy mũi vô? Em phải canh với chị phải đi theo cái sớ của cái nó đi không đúng là nó làm một cục đó. Bại liền. Không phải là mình ưng tim đang mình tim đâu. Ý là không phải là mình tim một đường nó không bị tổn thương da nhiều nhưng mà có đẹp hay không là để về lâu về dài gì. Chứ tại vì chỉ có tim một lần rồi nhưng mà tim mà cũng chữ hết rồi. Đúng một mũi hả chị? Không, hắn cũng canh cái chỗ này cũng hai cái mũi kim nhỏ xíu nè. À rứa lăng tim kiểu khác, em là em tim bằng cái mũi kim giống như cái chị biết ấy, kim tim da rồi. À. Kim nó theo kim tim da, còn em không có tim như rứa. Em tim khác chị. Em tim kiểu kim đầu tù. Kim luồn. Kim nó là không trúng mạch máu, không có bị sưng bị tím gì hết. Nhưng mà nó kiểu như cũng phải sưng, gọi là sưng ở nề chứ còn còn kim tim thường nó là hên xui chị, nó có thể là nó trúng trúng mạch máu á. Chú cha, con này cũng nhiều ghê. Tim sáu nhân. Tim như tim sáu nhân nó là hên xui. Mà hồi nói chị tim là hắn nói chị tim cái gì? Hồi nói là cái con mắt chị lớn cường, nó có ba cái xếp này nè. À, đó là không phải là tim cái này đâu chị. À, hồi nói cường nó ba cái xếp. Tim sáu nhân, chị là tim sáu nhân nó nhanh lắm, 6 tháng là hết rồi. Mà tim cái nó rẻ hơn, tim khỏe lắm, kim nhỏ nhỏ xíu xíu. Trời, tim nó mấy tháng hãy liền chứ không phải tim như ri đâu. Cái này là hồi nói chị tim mấy tiền đã nhớ, hồi nó làm nhiều lắm. Tim xong rồi cái tim cầm nữa nè, rồi tim rảnh cười nữa nè, chắc cảm rảnh cười rồi chắc cũng hết cả trên 10 triệu. Thì đúng rồi, có như hơn đó. Em nghe đó là em biết rồi, tim nhiều như đó. Nhưng mà chị tim tại đâu nữa chứ, mấy vị Nokia gì nè. Để thì hồi nói chị tim hết mấy chục. Hồi nó làm nhiều lắm. Cái chi rồi tấm trắng nano rồi cái chi. Thôi tấm trắng có hiệu quả rồi chị. Đâu thì bỡ đi thử để biết có hiệu quả những xịt như là hồi. Thôi mệt quá, nhưng mà xịt nó thấm. Nách này đi cũng mấy lần cuối cùng thấy lông cũng mọc bình thường. Triệt á, ở triệt nách á cũng đi cũng. Triệt á là chị triệt ở đâu vậy biết hả? Bên chỗ hoa mai mới ok. Trời, hắn cũng lây mà không lây nhiều, cũng lây. Không.
chị triệt ở đâu cũng phải lên, mà lên tơ tơ không có sao hết. Cái đó là cái của hắn, là hắn dạy. Ý là con bé nó nhiều mụn không? Ủa con bé con chạy mùa đâu? Đi mùa đâu? Đâu đi về vậy con? Đi về. Chị mới nháy qua hồi nãy đúng không? Ờ đúng rồi. Chị là chị bị cái quần này thôi, cái mặt thấy cũng đẹp rồi đó. À, chị ý gì nói ok, rảnh cười rồi vẫn còn đài kìa. Đó, ý là chị nói là hai cái nó này định đi là chắc mới dưới. Mà giới thẩm tiền viện rồi, mà nói là...